Chương một Hữu duyên hay vô duyên? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Năm nay An bất hối 19 tuổi mặc bộ đồ Yama mà đen mái tóc trối nùi trên khuôn mặt thoáng ẩn hiện vết sẹo đáng sợ ánh mặt ngơ ngơ lâu lâu lại nhe răng cười khiến mọi người trong nhà lắc đầu từ trước đến nay cô chưa từng ra khỏi nhà chỉ lây hoay trong bếp nhìn mọi người rồi vào phòng cùng bà vú. Hôm nay cũng vậy sáng cô đang đứng nhìn mọi người làm thì tiếng giày cao quốc vang lên là lưu hi cô ả vang lên giọng chanh chua mẹ à, cô ta sao dám đứng ở đây thật bẩn thiểu dơ giấy. Một giọng chanh chua không kém vang lên. Bà vú bà sao để con ả khùng điên này ở đây muốn dọa chết người à, lệ hoa lường cô cô vẫn ngây ngôn nhẽm miệng cười. Thưa phu nhân đại tiểu thư tôi dắt nó đi ngay, bà vú nhanh chóng dắt tay cô đi vào trong phòng chứa đồ chặt hẹp để cô ngồi lên giường dặn dò con ngoan ngoãn ở đây ta lát nữa mang đồ ăn cho con cô tiếp tục cười rồi gật đầu bà vú ra ngoài bên trong căn phòng lạnh lẽo bàn tay cô với tới cầm một khuôn hình lạnh lẽo khẽ vuốt ve Đột nhiên có tiếng gõ cửa cô lau vội nước mặt trưng ra bộ mặt ngơ ngơ bước tới mở cửa đó là em trai của Lưu Hy Lưu Hào cậu ta đến để làm gì, chị em dắt chị ra ngoài chơi tuy là con của Lệ Hoa nhưng Lưu Hào 16 tuổi lại rất tốt với cô luôn binh vực cô dạy cô chữ tuy cô luôn không chú ý không tiếp thu được nhưng cậu ta rất kiên nhẫn nhưng gì học ở trường đều dạy cho cô mà sao hôm nay cậu ta dắt cô ra ngoài chẳng phải cô bị giam lỏng suốt 19 năm sau, cô lắc đầu khó hiểu, cậu ta nắm lấy tay cô chạy ra cửa sau giờ cũng đã chiều bầu trời còn những tia nắng yếu ớt cô khẽ nhăn mặt cậu ta nắm tay cô đến cái lỗ bảo cô chui qua thuận ý cậu ta cô ông con gấu trắng chui ra bên ngoài thật tuyệt phía bên kia là bãi cỏ xanh còn có xe chạy nữa khi cậu ta chui qua liền nắm tay cô chạy đi đến một bờ cỏ xanh có con sông khá yên bình cậu ta ngồi xuống vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo cô ngồi cô thông thả ngồi xuống nhìn bầu trời tâm trạng cô nhẹ đi rồi chìm vào giấc ngủ ưng ừ ư ừ, khi cô tỉnh trời đã tối lưu hào bên cạnh đã biến đi đâu cô nhìn xung quanh không thấy ai khẽ cao mày rồi đứng dậy hơi lảo đảo cô đi đi mãi ra được con đường lộ nhỏ đi dọc theo lộ vì đói với mệt cô ngất giữa đường là cậu nghĩ xem lưu tỉnh ông ta làm sao nhanh giàu đến vậy công ty đồ lót của ông lên như diều gặp gió không khéo ông ta sẽ dẫn trước công ty của chúng ta mất người đàn ông hư một tiếng rồi im lặng ông ta sớm muộn gì cũng không tồn tại đấu với tôi ông ta chưa có tư cách đó cái tôi đang đấu là công ty của an gia ông ta vốn dở thủ đoạn hại cả nhà họ an rồi độc chiếm công ty trăm năm của họ Thập Nhật Tứ khẽ nhất mép đúng đấu với Phạm Y Lạc, ông ta vốn không có bản lĩnh nhờ vào số tài sản nhà họ An cộng thêm nhà họ An tồn tại trăm năm nay quả thật rất khó nhưng đối với Phạm Y Lạc là con trai độc nhất của Phạm Dược Thiện nhà họ Phạm cũng có thế lực trăm năm nay tuy cha Phạm Y Lạc mất nhưng cậu ta lại đưa Phạm gia ra thế giới đánh đầu tháng đó lại nhờ sự trợ giúp của Lâm Thương từ Lâm lão đại không những kinh doanh thời trang không mà Phạm Y Lạc còn kinh doanh vũ khí hạng nặng à mua bán mới đúng tuy không nhúng tay vào nhưng lợi nhuận cộng với tài trí vô số vụ buôn bán thành công vang dội giới hắc đạo không ai không biết thiên bang có lâm thương từ phía sau hắn là một người tại ba nhưng không ai biết hắn là ai. Két, két, két. Tiếng xe dừng đột ngột khiến người ta sợ hãi phạm y lạc nhìn về phía trước có một cô gái làn da trắng với con gấu nổi bật trên bộ đồ màu đen thập nhật tứ vội vàng xuống xe xem xét rồi trở lại mở cửa xe nói là một cô gái bị hủy dung. Còn có cái này nói rồi thập nhật tứ đưa cho Phạm Y Lạc một sợi dây chuyền có mẫu dây bên trên có địa chỉ biệt thự Lưu gia đường XX số di động sợ an bất hối, hắn khẽ cau mày bất hối cái tên nghe thật hay không hối hận sau ở Lưu Giang sau lại mang họ An chẳng nhẽ là con cháu An gia không phải bạo bệnh chết hết rồi, sau càng nghĩ hắn không khỏi cau mày mang cô ta về giọng nói vang lên khiến cho thập nhật tứ ngạc nhiên nhưng cũng làm theo không khỏi nghĩ cậu ta bị điên đem cô gái xấu xí gầy yếu này về làm gì, về tới biệt thự phạm gia cô được đích thân phạm y lạc bế vào trước sự ngạc nhiên của thập tứ tiến đến là người hầu bác sĩ nhanh chóng đến khám ra báo, cô ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng hơn nữa có vẻ bị áp bức nên khắp nơi đều bầm tím còn chân bị vật gì đó đâm khiến cho chân không còn đau đớn gì. Phạm y lạc cao mày nhìn phía trong còn vết thương trên mặt vết thương hình như không phải thật vì lúc tôi khám khám không có dấu hiệu gì hoặc có thể bị lâu năm lắm thưa chủ tịch. Ông bác sĩ già nói tranh mạch rồi nhận được cái gạt đầu phất tay Phạm Y Lạc sai người hầu tắm rửa thay đồ mới cho cô hắn đi vào phòng đã thấy cô đang ngủ chân mày nhíu lại nhìn vật dụng trên bàn một con gấu trắng hay đen không phân biệt được còn có bức ảnh cùng sợi dây chuyền anh đưa tay cầm bức ảnh lên không khỏi ngạc nhiên đây chẳng phải. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.